Xin kính chào quý cô chú, anh chị đã quay trở lại trong chương trình giới thiệu nhà đất trên kênh YouTube Bất Động Sản Nhà Bè. Thì buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan một căn nhà phố, một căn gốc hai mặt tiền thoáng mát, có cửa trước nè và cửa sau, nằm tại một vị trí rất là đẹp, mặt tiền đường nhựa 8m, ẻm một sạc, từ đường lớn đi vào nhà chỉ có khoảng 20m mà thôi. Xung quanh là khu dân cư hiện hữu rất là an ninh và yên tĩnh, xe hơi qua lại và đậu trước nhà thoải mái. Thì trên màn hình của chúng ta ngay lúc này đây đó chính là con hẻm chính để dẫn vào nhà mình. Chúng tôi xin được phép review toàn cảnh khu vực con hẻm trước nhà cũng như là mặt tiền phía trước của căn nhà để cho quý cô chú và anh chị dễ dàng quan sát. Và bây giờ chúng tôi xin kính mời tất cả mọi người cùng nhau tiến vào bên trong để tham quan chi tiết hơn về căn nhà xinh đẹp này. Thì để có thể vào được bên trong nhà, chúng ta sẽ phải qua một cái lớp cửa sắt rất là dày, bốn cánh. Ở giữa là một cái khoảng sân khá là rộng. Ở cái khoảng sân này chúng ta có thể đậu xe máy nè. Ở đây thì chủ nhà cũng đã lắp sẵn cho chúng ta cái vòi nước để cho chúng ta có thể rửa xe hoặc là tưới cây. Hai bên vách tường của cái sân này cũng đã được gia chủ ốp gạch men lên cao, rất là sạch sẽ, dễ dàng lau chùi và vệ sinh. Tiếp đó nữa là một cái lớp cửa nhôm sinh pha kính cường lực bốn cánh. Như vậy là tổng cộng nhà của chúng ta mặt tiền trước có hai lớp cửa, rất là an toàn. Và trên màn hình của chúng ta ngay lúc này đây đó chính là toàn cảnh khu vực không gian của phòng khách. Phải nói là cái căn phòng khách này khá là rộng với cái tông màu trắng sáng nè, kết hợp với lại gạch bóng kính 60 vân đá rất là đẹp, tạo cho cái căn phòng khách này có cái chiều sâu cũng như là rất là sáng. Và đây chính là cái khu vực cầu thang dùng để dẫn lên tầng 1 và tầng 2. Còn đây là khu vực ở phía sau nhà. Thì ở cái khu vực phía sau nhà này chúng ta sẽ có một cái toilet nè, rất là sạch sẽ, và một cái khu vực phòng bếp. Thì một điều đặc biệt nữa là ở cái khu vực phía sau nhà này chúng ta sẽ có một cái cửa hậu nè. Đó, một cái cửa hậu rất là thoáng. Chúng ta có thể mở cái cửa hậu này ra dùng để dẫn bên ngoài. Như vậy là nhà của chúng ta sẽ có tới hai lớp cửa, một cái lớp cửa chính và một cái lớp cửa bên hông nhà để cho chúng ta có thể ra vào nhà bằng nhiều hướng. Thì ngoài cái chức năng chính dùng làm lối đi để ra vô căn nhà, thì với cái lớp cửa bên hông nhà này chúng ta còn có một cái công dụng khác, đó chính là lấy gió và ánh sáng từ bên ngoài vào, làm cho cái khu vực phía sau nhà, cụ thể ở đây là cái khu vực không gian phòng bếp, trở nên thông thoáng, sáng sủa và mát mẻ hơn rất là nhiều. Do đó mỗi khi nấu ăn chúng ta cũng không bị quá nóng hoặc là bị quá ngợp. Thì căn nhà này nằm ngay khu dân cư hiện hữu nè, xung quanh là các dãy nhà phố cao tầng đồng đều và rất là đẹp, khu vực cao ráo và không bị ngập nước, hàng xóm thì rất là văn minh và thân thiện. Và một điều đặc biệt nữa là trước nhà của chúng ta có con hẻm nhựa ô tô 8m, hẻm thông hai chiều, ô tô đậu trước nhà và quay đầu rất là thoải mái. Ở vị trí thì sát bên công an huyện Nhà Bè nè, xung quanh bán kính 500m thì chúng ta sẽ có trường học, siêu thị, chợ, và đặc biệt là chỉ cách Phú Mỹ Hưng quận 7 đúng 10 phút đi xe máy mà thôi, cho nên rất là thuận lợi cho gia đình chúng ta vừa đi học và đi làm. Thì căn nhà mà quý cô chú anh chị đang xem có diện tích là bề ngang 3m2 và chiều dài là 8m. Căn gốc hai mặt tiền được xây dựng với kết cấu là hai tầng lầu đúc thật, gồm có 3 phòng ngủ nè và một sân thượng rất là rộng, có cái sân trước để xe, hẻm xe hơi, nằm trong khu dân cư hiện hữu, nhà phố đông đúc, gần công viên, gần trường học, gần hồ bơi, gần nhà thiếu nhi và gần ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè. Đó là những cái đặc điểm chính của căn nhà này. Và hiện tại thì chúng ta đang có mặt ở trên cái khu vực tầng 1. Thì ở trên cái khu vực tầng 1 này chúng ta sẽ có tổng cộng là 2 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh. Ở 2 phòng ngủ được có cửa sổ và ban công rất là thoáng mát. Chúng ta vừa tham quan xong cái khu vực phòng ngủ đầu tiên. Đây chính là cái cầu thang dùng để dẫn lên tầng 1 và tầng 2. Và đây là cái toilet ở trên tầng 1. Thì cũng giống như ở dưới tầng trệt á, cái khu vực toilet này cũng rất là sạch sẽ. Còn đây chính là cái khu vực phòng ngủ phía sau, hay còn gọi là phòng ngủ thứ hai ở trên tầng 1. Thì cái phòng ngủ này cũng có cửa sổ, do là nhà của chúng ta là căn gốc hai mặt tiền, cho nên ở các phòng đều có cửa sổ rất là thoáng mát. Căn nhà mà quý cô chú anh chị đang xem có diện tích bề ngang là 3m2 và chiều dài là 8m, được xây dựng rất là kiên cố và chắc chắn với kết cấu xây dựng là hai tầng lầu đúc thật, gồm có 3 phòng ngủ và một sân thượng rất là rộng, sân tích để xe, hẻm xe hơi, hẻm giữa 8m, xe hơi đậu trước nhà.
nằm trong khu dân cư hiện hữu, thì hiện tại căn nhà của chúng ta đang được rao bán với một mức giá rất là hấp dẫn, chỉ 2 tỷ 680 triệu đồng là quý cô chú và anh chị có thể sở hữu căn nhà căn gốc hay mặt tiền này về cho gia đình mình. Một căn nhà nằm tại một vị trí rất là đẹp, hẻm nhựa, hẻm thông nè, gần công an huyện Nhà Bè, gần Ủy ban huyện, gần nhà văn hóa thiếu nhi quận nhất. Xung quanh bán kính 500 mét đó thì chúng ta có rất là nhiều tiện ích như là gần trường học, gần chợ, gần nhà thờ, gần hồ bơi. Cho nên nếu như quý cô chú và anh chị quan tâm cũng như là yêu thích căn nhà này á, xin đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại được hiển thị trên màn hình, đó chính là 0909 076 085, để cho chúng tôi có thể dẫn quý cô chú và anh chị đi tham quan trải nghiệm thực tế căn nhà này hoàn toàn miễn phí, để cho quý khách có thể sở hữu căn nhà xinh đẹp này về cho gia đình mình. Quý khách đừng quên nhấn vào nút like cũng như là nhấn vào nút đăng ký kênh để có thể xem thêm nhiều căn nhà phố giá rẻ khác mà chúng tôi thường xuyên đăng tải trên kênh Bất Động Sản Nhà Bè. Hoặc nếu như quý cô chú anh chị có những câu hỏi thắc mắc và liên quan về căn nhà này á, xin hãy vui lòng viết comment bình luận bên dưới. Chúng tôi sẽ phản hồi lại ngay trong thời gian sớm nhất. Và hiện tại thì chúng ta đang có mặt ở cái khu vực tầng 2. Trên cái khu vực tầng 2 này á, chúng ta sẽ có tổng cộng là một phòng ngủ và một cái sân thượng phía trước. Và hiện tại thì chúng ta đang đứng ở cái khu vực phía trước. Đây chính là cái khu vực sân thượng. Ở trên cái khu vực sân thượng này, chúng ta sẽ có chỗ để chúng ta rửa tay với lại cái vòi nước nè, rửa cái cây hoặc là phơi đồ rất là tiện. Thì đứng từ cái vị trí sân thượng này mà nhìn ngắm bao quát khung cảnh xung quanh, thì như quý cô chú anh chị dễ dàng quan sát á, đây chính là cái khu dân cư hiện hữu, đường nhựa trước nhà mình 8 m, hẻm thông từ đây cách mặt tiền đường chính chỉ có khoảng 20 m mà thôi, rất là gần với lại mặt tiền chính. Nếu như quý cô chú anh chị muốn đi tham quan trải nghiệm thực tế căn nhà này á, thì xin hãy vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại 0909 076 085, để cho chúng tôi có thể dẫn quý cô chú và anh chị đi tham quan trải nghiệm căn nhà này hoàn toàn miễn phí, để cho quý cô chú và anh chị có thể sở hữu căn nhà xinh đẹp này về cho gia đình mình. Còn đây chính là cái khu vực toilet ở trên tầng 2. Thì ở trên tầng 2 này chúng ta sẽ có một cái phòng ngủ, một cái toilet, một cái sân thượng. Ở cái sân thượng thì chúng ta cũng có thêm một cái chỗ rửa tay, một cái vòi nước để cho chúng ta tưới cây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn ngắm lại một lần nữa toàn cảnh căn nhà xinh đẹp này. Thì chúng tôi xin được phép nhắc lại là căn nhà mà quý cô chú anh chị đang xem á, có diện tích bề ngang là 3,2 m và chiều dài là 8 m, một căn gốc hai mặt tiền, có cửa trước và cửa bên hông rất là thông thoáng. Hiện tại thì căn nhà của chúng ta đang được rao bán với một mức giá rất là hấp dẫn, chỉ 2 tỷ 680 triệu đồng là quý cô chú và anh chị có thể dễ dàng sở hữu căn nhà xinh đẹp này về cho gia đình mình. Một căn nhà có nhiều tiện ích, gần trường học, gần hồ bơi, gần ủy ban, gần chợ, và đặc biệt là trước nhà mình có con hẻm ô tô, hẻm nhựa 8 m, rất là tiện cho gia đình chúng ta. Mỗi khi gia đình mình có nhu cầu sử dụng xe ô tô thì có thể đậu trước nhà thoải mái. Còn về phần pháp lý, nhà thì chúng ta đã có sổ hồng và hoàn công đầy đủ, đồng sở hữu thửa đất 3 căn. Do đó khi mua bán căn nhà này chúng ta sẽ ra trực tiếp phòng công chứng nhà nước, ký hợp đồng công chứng mua bán ủy quyền với chủ nhà, và sau đó chúng ta sẽ về sở hữu căn nhà này và giữ sổ hồng gốc của căn nhà này về cho gia đình mình. Do đó về phần pháp lý thì rất là rõ ràng, an toàn và minh bạch cho quý khách hàng. Và bây giờ chúng tôi xin kính mời quý cô chú anh chị cùng nhau nhìn ngắm lại một lần nữa toàn cảnh mặt tiền cũng như là con hẻm phía trước nhà mình, để cho quý cô chú anh chị có một cái nhìn tổng quát hơn về căn nhà xinh đẹp này. Thank you.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã dành thời gian theo dõi hết video clip này của chúng tôi. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong thời gian sớm nhất.